phục sưng. MasterChef, chương trình truyền hình ẩm thực được yêu thích trên toàn thế giới đã đến Việt Nam. Thổi bùng ngọn lửa đam mê nấu nướng đến hàng triệu người Việt. Tôi là kiến trúc sư nội thất. MasterChef, hành trình tìm kiếm vua đầu bếp Việt Nam đầy bất ngờ, cảm xúc, hấp dẫn và cạnh tranh. Chính thức phát sóng trên VTV3, GNO. Hân hạnh giới thiệu vua đầu bếp MasterChef Việt Nam trên VTV3, 8 giờ tối thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 8 tháng 3. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ.